Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay cuối tuần mình có làm cái món là đuôi bò hầm sả. Đó thì cái món này hôm nay mình làm á, ăn thấy nó cũng ngon ngon nên quay clip lại chia sẻ đến các bạn cùng coi cho vui. Đó, với cách làm cũng rất dễ, đơn giản tại nhà. Ăn thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì cách làm như thế nào? Mình xin mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nha. Thì mình ra chợ mình chọn mua một cái đuôi bò vừa vừa khoảng chừng ký, các bạn có thể chọn con lớn hơn. Đây mình về mình cắt ra khoanh rồi cái mình thui. Đó, mình cắt khoanh cái mình thui sơ sơ như thế này nè. Để lát nữa mình nấu cho nó ngon. Rồi để đây lát mình còn đem sơ chế tiếp. Đó, sả cây mình chuẩn bị khoảng 10 cây. Đó, 10 cây vừa vừa như thế này nè các bạn. Mình đã lột vỏ rửa sạch để ráo rồi đó. Lát nữa mình để mình đem đi đập dập và đem đi hầm cho nó ngon. Ngoài ra mình có chuẩn bị thêm là hai cái củ cải trắng đó, đã gọt vỏ rửa sạch, hai củ như vậy các bạn, để lát mình hầm hầm cho nó ngon. Với nguyên liệu để mình nấu nữa nè, gồm có giỏ quế, mình chuẩn bị khoảng một giỏ quế khoảng chừng khúc như thế này để lát mình nấu nè, với ba bông hoa hồi á, mình chuẩn bị ba bông để lát mình nấu cho nó thơm nó ngon. Rồi tỏi băm mình có chuẩn bị ba tép lớn lớn như thế này, nó băm nhỏ, hành tím băm một củ, rồi ba củ lớn như vậy á, mình băm nhỏ luôn để lát nữa mình đem đi ướp và nấu cho nó thơm ngon. Với gừng thì mình đã chuẩn bị một củ, sau đó rồi mình cắt lát như thế này. Mình cắt lát rồi mình cái cũng đem đi đập dập luôn. Rồi nguyên liệu tiếp theo gồm có bột cà ri. Đó, bột cà ri với lại bột ớt đó các bạn, để lát nữa mình đem nếm và nấu cho nó ngon. Với sả băm mình lấy một cây mình băm ra với hai cái ớt, lát nữa mình làm cái muối ớt, chén muối ớt sả chấm á, để đó. Thì nguyên liệu cơ bản của mình đã chuẩn bị xong rồi đó các bạn. Còn các cái thành phần mà nêm nếm á, trong quá trình nấu thì mình có làm chậm chậm, các bạn có thể tham khảo thêm. Hoặc mình có để ở dưới mô tả, các bạn có thể tham khảo nha. Lúc này mình bắt cái nước lên để mình trụng đuôi bò nè. Nước rồi mình cho muối vô. Thì cái lượng nước mình khoảng chừng gần 2 lít. Đó, mình cho cái gừng băm vô khoảng chừng 4 lát. Rồi hành tây thì mình sẽ đem cắt lát. Đó, mình cắt lát rồi mình bỏ vô để mình trụng đó nha các bạn. Bỏ vô nước sôi để mình trụng cái đuôi bò. Cho vô khoảng chừng gần nửa củ. Rồi lúc này cái mình cũng cho luôn cái đuôi bò vô luôn nha các bạn. Mình sẽ cho hết nó vô để mình trụng. Đó, lúc này mình sẽ rửa như thế này nè. Rồi khi mình để cho nước nó sôi lên khoảng chừng 2 đến 3 phút. Rồi trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ cắt cái hành tây. Rồi sơ chế tất cả các cái củ và sả nha các bạn. Đó, thì cái củ cải thì ở nhà mình nấu á, mình cắt lát lát nó vừa vừa như thế này cũng được. Khoảng độ dày khoảng chừng 1 cm. Để lát mình đem đi hầm chung với lại cái đuôi bò cho nó thơm nó ngọt các bạn. Đó, cắt xong mình cho ra cái dĩa mình để qua một bên. Rồi mình đem sả ra, mình chuẩn bị đem sả ra mình đem đập dập nha các bạn. Đó, thì cái sả hồi nãy mình đã chuẩn bị được nhiều á, mình đem ra đập dập hết luôn. Đó, thì cứ mình đem ra mình đập dập như thế này nè, để lát nữa mình cắt ra mình đem mình nấu cho nó được thơm nó ngon. Rồi thì sả mình sẽ cắt đoạn khoảng chừng 3 đến 4 cm là 5 cm cũng được các bạn. Đó, mình cắt hết luôn. Cái lượng sả hồi nãy mình chuẩn bị các bạn đập dập cắt hết ra luôn. Đó, mình cho ra dĩa mình để ở đây, lát nữa mình đem đi nấu nè. Rồi lúc này cái nước đã sôi chừng 3 phút rồi đó. Bây giờ mình đem ra đổ ra và mình rửa lại. Đó, mình vớt cái ra, vớt cái đuôi bò ra mình cho vô cái thau nước lạnh đó để mình xả, mình rửa lại cho nó sạch với nước lạnh nước đó nha các bạn. Đó, thì mình rửa xong rồi cái mình cho ra cái thau lớn một chút để cho nó ráo nước. Đó, mình để cho nó ráo nước rồi mà mình đem đi ướp gia vị nha các bạn. Rồi lúc này mình sẽ ướp đuôi bò nè, nước mắm nè, mình cho 2 muỗng canh đầy như thế này nè các bạn, cho 2 muỗng vô luôn. Với muối 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, mình cũng cho 1/2 muỗng cà phê bột ngọt luôn. Đường nâu nè, mình cho 1 muỗng canh đầy luôn các bạn, để cho nó có cái độ màu đẹp nè. Hạt nêm 1 muỗng cà phê này, với tiêu xay cũng 1 muỗng cà phê luôn. Sả băm lúc nãy mình múc khoảng chừng 1 muỗng canh đầy cho vô. Rồi khoảng 2 cái khoanh sả đập dập với lại tỏi băm 1 muỗng cà phê, hành tím băm cũng vậy luôn. Rồi bột cà ri mình cho khoảng 1/4 muỗng cà phê luôn cho nó thơm ngon các bạn. Với bột ớt á, cho nó có cái độ màu đỏ cho nó đẹp, nó thơm, nó ngon. Thì mình sẽ dùng tay lên mình trộn nha các bạn.
Đối với cái này thì mình nên dùng tay để mình trộn cho các cái gia vị nó được bám đều hết từng cái miếng thịt đó, cho nó được thấm gia vị cho nó ngon. Đó, còn cái đường nâu này nè, mình bóp cho nó tan ra để cho nó lát mình nấu nó có cái màu nó đẹp vàng vàng nâu nâu với lại nó ngon. Đó, mình xoay kỹ như thế này nè. Rồi mình để cho thấm chừng khoảng 30 phút rồi hãy đem đi nấu nha các bạn. Đó, xong rồi đó. Rồi, lúc này sau thời gian 30 phút mình cho dầu ăn vô khoảng chừng 2 muỗng canh. Sau đó rồi mình cho hành tỏi băm lúc nãy mình đã chuẩn bị cho hết nó vô luôn. Rồi quế nè, hoa hồi nè, mình đã chuẩn bị cho hết nó vô với lại hai khúc xả đập dập để mình phi thơm, mình xào thơm nó lên nha các bạn. Mình xào lên cho nó dậy cái mùi hương lên rồi cái mình cho một muỗng canh kia đường. Đó, cái này đường thốt nốt các bạn, đường nâu á. Mình xào lên cho nó thơm để tạo cho cái độ màu nó đẹp. Rồi mình cứ tiến hành mình xào cho nó lên màu luôn nha các bạn. Thơm rồi cái mình cho cái hỗn hợp đùi bò mình ướp lúc nãy vô. Đó, mình cho hết vô rồi cái mình canh lửa lớn một chút mình xào nhanh. Đó, với cái đùi bò thì mình nên xào nhanh như thế này để cho nó tan cái gia vị rồi cái nó thấm vô. Đó, lúc này nước nó đã cạn nè, còn nước dầu là được rồi, chuẩn bị mình cho nước vô. Thì mình cho nước lọc vô các bạn. Đó, nước lọc thì mình cho khoảng hơi vừa xăm xắp của cái miếng thịt là được. Sau đó mình nấu sôi rồi cái mình nấu sôi rồi cái mình cho qua cái nồi hầm này nè để mình đem đi hầm. Ớt bột một muỗng cà phê vô để cho nó được cay ngon với gừng đập dập khoảng 4 tép luôn. Xả đập dập có nhiều mình cho hết vô luôn các bạn. Hồi nãy mình đã cắt á, cho hết vô luôn. Rồi, hành tây còn lại nhiều mình cũng cho vô. Thêm một củ hành tím. Với củ cải hồi nãy mình đã cắt rồi đó, cho hết nó vô luôn. Rồi, thêm nước lọc luôn nha các bạn. Cái nước này hồi nãy trong cái thau ướp nó còn mình tráng mình cho vô. Đó, nó vừa xăm sắp như thế này là được. Thì mình hầm với cái nồi hầm như thế này là được. Đó, mình hầm cái nồi hầm khoảng chừng 20 phút nha các bạn là chín. Còn nếu mình không có nồi hầm á, mình sẽ nấu khoảng chừng 3 lít tới 3 lít nước, mình nấu cho nó cạn xuống. Đó, mình cho ra cái nồi mình nấu trên lửa vừa, nấu cho nó cạn xuống là chín rồi là được. Rồi thì hôm nay mình sẽ dùng cái nồi hầm mình hầm cho nó tiết kiệm thời gian. Đó. Lại lắp lại mình hầm. Rồi mình sẽ canh thời gian hầm là 20 phút nha các bạn. Đó, trong cái thời gian chờ đợi thì mình sẽ làm cái nước chấm nè, xả nè, ớt nè. Rồi mình cho một muỗng cà phê đường với một muỗng muối, một muỗng canh đó các bạn, muỗng đầy luôn. Với bột ngọt, một muỗng cà phê. Rồi cái mình giã nhuyễn nó lên. Đó, với cái hỗn hợp nước chấm sau nữa mình nấu mình ăn á. Xong rồi mình dọn ra mình chấm á các bạn. Đó, mình giã nhuyễn nó lên nha. Đó, thì cứ giã nhuyễn như vậy xong rồi mình cho thêm ớt bột vô nè. Đó, các bạn có thể cho thêm ớt. Rồi mình vắt chanh vô cho nó nổi nước luôn nha các bạn. Đó, thì chanh cái mình vắt cho nó nổi nước lên rồi mình đánh cho nó tan như thế này nè. Nước chấm của mình đã xong rồi đó các bạn. Sau thời gian 20 phút mình đã hầm xong rồi đó các bạn. Mình dở ra nè, có cái mùi thơm rất là thơm luôn các bạn. Cái mùi xả mới mở ra là mùi thả rất là tuyệt vời luôn. Để mình múc lên cho các bạn coi nè. Cái miếng thịt nó vừa chín nè, xả thì nó thơm. Với lại cái củ cải á, nó không có bị nát nhừ. Mình cảm nhận nó vẫn còn nguyên miếng. Để đó rồi chuẩn bị mình nêm nếm lại nè. Đó, mình có thể thêm muối nè, hoặc là thêm hạt nêm, hay thêm đường, bột ngọt tùy theo khẩu vị gia đình mà mình thêm nêm cho nó vừa luôn nha các bạn. Mình nêm nếm như vậy nó vừa ăn, rồi là bắt đầu mình nấu á. Mình nấu ở trên cái lửa nhỏ nhỏ rồi bắt đầu mình dọn ra là nó xong rồi đó. Để mình gấp lên cho các bạn coi cái miếng thịt nó mềm như thế nào nè. Đó, với như thế này là mình thấy nó mềm như thế được nè. Đó, các bạn coi nè, cái miếng thịt nó rung rinh, nó mềm rất là ngon luôn á. Mà thơm mùi xả lắm luôn. Bây giờ mình sẽ dọn ra và thưởng thức thôi nha các bạn. Đã xong rồi đó. Đó thì cái món đuôi bò hầm xả của mình đã làm xong rồi đó các bạn. Rồi thì bây giờ mình xin mời các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm lon bia ăn với cái món này lai rai cho nó hấp dẫn nè.
Đó thì từng á, mình làm tô nhỏ nhỏ như thế này đãi cả nhà đó. Nếu như mình làm nhiều á, nhà có khách nhiều thì mình sẽ mua cái đùi lớn lớn hơn chút, khi mình làm cái nồi nhiều nhiều lên đãi cả nhà anh em bạn bè cũng rất là tuyệt vời luôn các bạn. Xin mời các bạn đó, mình chấm vô cái chén nước muối ớt chanh xả đây nè. Rồi xin mời các bạn nha, để mình ăn thử coi nó làm sao nha. Rồi, mình xin mời các bạn nha. Rồi, để mình múc cái miếng dưa cải lên mình ăn thử coi nó làm sao nha. Đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Đó, thì cái món này hôm nay cuối tuần mình lai rai lon bia, thấy nó cũng hấp dẫn lắm các bạn. Các bạn có thể làm thử. Nó thì mình ăn cảm giác rất là béo thơm. Đó, cái mùi xả rất đặc trưng. Rồi có cả hoa hồi nè, quế nè, còn miếng thịt đó, dẻo mềm ngon. Nó mình chấm với lại cái chén muối chanh xả ớt này, rất là hấp dẫn và rất là hợp khẩu vị luôn các bạn. Mình ăn kèm với lại bánh mì để mình chấm vô cái nước á, ăn rất là ngon. Rồi thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây rồi đó các bạn. Nếu các bạn coi thấy hay vui thì hãy nhấn like rồi nhấn đăng ký kênh đó, và chia sẻ đến mọi người cùng xem cho vui nha các bạn. Rồi và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Đó, mình sẽ làm ly bia nữa nè. Xin mời các bạn nha.